đâu này? Hòa, từ từ, nó chạy trốn này các bạn ơi, con cá sấu này, nó chạy trốn này. Ui, stop, ui, nó đang chạy đi đâu đây? Ui, cua ơi, dậy đi cua ơi. Ui, bạn cua ơi, dậy đi chơi nào bạn cua ơi. Ui, các bạn ơi, hôm nay bạn cua của mình á, đang ngủ kỹ quá các bạn ơi. Bạn cua này hình như là không có ai chơi, buồn quá, bạn cua ngủ mất tiêu rồi, không có ai chơi nè. Ui, cái bạn cua của mình càng to quá mà đang ngủ mất rồi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, bạn cua của mình đang cô đơn quá, không có con gì chơi ở đây này. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi kiếm các con vật về cho cái bạn cua này chơi nhá. Bây giờ mình cùng lên xe này. Đi thôi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra ở đây có một cái bể cá màu xanh này. Ui, ở trong bể cá màu xanh này các bạn ơi. Wow, có nhiều các con cá đang bơi chưa này? Ui, để mình xem nào. Wow, con cá màu vàng đang bơi, con cá màu trắng. Ui, ở trong này nhiều cá quá các bạn ơi. Ui, nhìn này. Wow, ở đây lại có một cái cần câu nữa này. Bây giờ mình sẽ câu cá nhá. Ui, đây này, có một con cá sấu này. Mình thử câu con cá sấu này xem nó có cắn mồi của mình không nhá. Ê, cá ơi, cá cắn mồi đi. Ui, nó đang nghe răng ra này các bạn ơi. Ui, đây này, nó đang nghe răng ra đây này. Ui, cá sấu ơi. Cắn mồi đi. Ui. Wow, tí nữa thì mình câu được một con cá sấu này. Wow, đây. Ui, cá sấu ơi, cắn mồi đi cá sấu ơi. Ui, thôi, một con cá sấu này nó không cắn mồi thì các bạn ơi. Wow, ở trong này có nhiều các con vật quá này. Bây giờ mình thử dùng cái chiếc vật này, mình sẽ đi vớt con cá ở trong bể này nhá. Wow, nhiều này. Ui, mình vớt lên này. Wow, được 3-4 con rồi đây này các bạn ơi. Ui, nhìn này. Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái xô màu xanh của mình nhá. Ui, cái xô của mình này. Ui, để đây thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp nhá. Ui, nhìn này. Ui, nhìn này. Ô, vớt được một con cá sấu lên rồi này. Wow, một chú cá sấu con. Bây giờ mình sẽ cho vào xô này. Các bạn ơi, như vậy là mình vớt được nhiều cá rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình lại lên xe, mình đi về nhá. Wow, nhìn này. Bây giờ đi xe để đi về đổ cá thôi. Đi thôi. Tiếp tiếp. Các bạn ơi, đến nhà rồi. Wow, đây là chiếc bể cá của mình này. Ui, bạn cua ơi, mình kiếm các con vật về chơi với bạn rồi này. Bạn đừng ngủ nữa, dậy đi này. Ui, ở đây mình có nhiều con cá cho các bạn chơi lắm này. Ui, nhìn đây này. Wow, một con cá chép vàng. Ui, nó đang bơi cùng với bạn cua kìa. Ui, ở đây nhiều cá lắm các bạn ơi. Wow, mình sẽ đổ con cá này ra đây nhá. Ui, nhìn này. Như vậy là bạn cua có 3 bạn cá và 1 bạn cá sấu chơi rồi này. Ui, con cá chép vàng này. Ui, nó đang bơi cùng mấy bạn cua này. Các bạn ơi, bây giờ thỏ sẽ đi kiếm các đồ ăn này và các con vật khác về chơi cùng nữa nha. Đi chơi. Bây giờ mình cùng lên xe lại đi tiếp nhá. Pip pip. Tránh đường cho ta đi. Ui, các bạn ơi, bạn cua này đang cản đường của mình này. Wow, bạn cua ơi, bạn đang cản đường của mình à. À, bạn đang canh giữ cái gì đây? Ui, các bạn ơi, bạn cua này đang canh giữ cái gì này? Bây giờ mình sẽ hút cái bạn cua này ra nhá. Ui chà, ui, không biết là ở trong hộp cái này có gì đây. Wow, mình cùng mở ra nhá. 1, 2, 3. Ui, cái gì đây? Wow, ui, nó giơ càng này. Con gì? Ui, con gì đây các bạn ơi? Nhìn này, ui. Các bạn ơi, con gì đây? Ui, con quái vật khổng lồ gì đây này? Ui, cái càng to chưa này? À, hay là bây giờ bạn lên xe của mình sẽ chở bạn về á, chơi với bạn cua nhá. Wow, nhìn này. Ui, các bạn ơi, nhìn này. Ui, to chưa này? Ui, mình phải thu phục nó lại thôi. Wow, nhìn này. Wow, nhìn ui. Không được rồi, bây giờ mình sẽ tìm một cái gắp nhá. Wow, các bạn ơi, đây là cái gắp của mình này, gắp cá mập đấy.
Bây giờ mình sẽ gắp cái bạn cua này lên xe nhá. Wow. Wow, cho lên xe này này. Ui. Nó kẹp vào mất cái nó kẹp vào cái răng cái móc của mình rồi. Wow, bạn cua này tinh nghịch quá. Ui, nó kẹp vào rồi này. Ui, không biết là bây giờ gỡ ra kiểu gì đây. Ui, rồi. Các bạn ơi, như vậy là mình sẽ cho bạn cua lên được rồi. Wow. Rồi, bây giờ mình cùng đi tiếp thôi. Đi thôi. Ui, các bạn ơi, mình lại phát hiện ra một ổ trứng ở đây này. Wow, không biết là trứng con gì đây này. Wow, nhìn này. Ui, wow, các bạn ơi, nhìn này. Ui, ở đây có quả trứng gà này. Nhìn này. Ui, trứng gà nữa này. Wow, có 3 quả trứng gà các bạn ơi. Ở trong này có quả trứng khủng long này. Wow, một con vịt. Wow, nhìn này, hay chưa này. Ui, cho vào xô này nhá. Ui, quả trứng này không biết là có cái gì không. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nào. Wow, không biết là có con gì đây. Con gì đây? Các bạn ơi, các bạn biết con gì đây không? Wow, một con tôm hùm đất này. Ui, nhìn này. Ui, nó đang ở trong cái quả trứng này này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá. Wow, một con tôm hùm đất này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở quả trứng khủng long này ra xem nào. Wow, các bạn ơi, không biết là trong này có cái gì đây nhỉ. Ui, các bạn có tò mò giống mình không? Bây giờ mình sẽ mở quả trứng khủng long này ra nhá. 1, 2, 3. Wow, ui, lại có một con vịt nữa này. Wow, mình bỏ con vịt vào đây. Ui, con gì đây các bạn ơi, nhìn này. Wow, ở trong này này. Ui, có một con rắn này. Nó đang thò đầu ra này. Wow, các bạn ơi, nhìn này. Ui, một con rắn này xanh đỏ tím vàng này. Nó đang thò đầu, nó đang trườn vào cái xô này này. Ui, nhìn này. Wow. Ui, nó thòn vào cái xô của mình rồi. Nó đang cắp mất con cua của mình rồi thế này. Ui, con cua của mình. Ui, con tôm, con cua của mình. Ui, bây giờ mình phải giải cứu con tôm này ra mới được. Ui, nó cắp mất con tôm của mình rồi. Wow, nhìn này. Ui, con tôm của mình nó chạy vào trong này này. Ui, ở đây còn một con nữa này. Wow, các bạn ơi, nhìn này. Ui, lại một con rắn nữa này. Ui. Wow, bây giờ mình sẽ mang con rắn này về nhá. Ui, đi vào đi. Wow, 2 con rắn rồi, các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu các con vật khác nhá. Wow, như vậy là mình khám phá ở chỗ này là được 2 con rắn rồi đây này. Wow, bây giờ mình cùng đi về nhá. Nè, bíp bíp. Đến nơi rồi. Đến nhà của mình rồi. Wow, ui. Nhà của mình có 3 bạn cá sấu và 1 bạn cua đây này, đang ngủ đây này. Đây này, đây là có 1 bạn cua mới này. Bây giờ mình sẽ để ra đây để cẩn ben đổ bạn cua vào cho bạn cua chơi nhá. En. Rồi, các bạn ơi, bạn cua mới này. Ấy, bạn cua mới á. À, có bạn cua kia chơi cùng rồi đây này. Ui. Các bạn ơi, nhìn này, 2 cái càng của nó to chưa này. Bây giờ mình sẽ bắt được 2 con rắn đây này. Nó đang thò đầu ra đây này. Bây giờ mình sẽ cho nó ra đây nhá. Wow, ui, già một con rắn này. Ui, nó đang tườn qua con cua này. Ui, nhìn thấy chưa? Wow, nhìn này. Đây một con nữa này. Đấy, vứt nó ra đây này. Ui, nó đang trườn kìa các bạn ơi. 2 con rắn này. Wow, ở đây là có 2 con vịt này. Đây nữa này. Đây. Các bạn ơi, nhìn này. Wow, các bạn ơi, cái bể của mình nhiều con vật chưa này. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu các con vật khác nha. Lại lên xe thôi. Tít tít, đi thôi. Nen. Ui, cái gì nó màu vàng đây nhỉ? Ui, cái gì màu vàng lại cắn ngứa cắn đường của mình rồi. Tránh ra cho ta đi. Tránh ra. Ui, các bạn ơi. Wow, mình lại thấy một cái gì đỏ đây này. Wow, trong khu vườn này không biết là có cái gì không các bạn ơi. Bây giờ mình cùng khám phá thế nào. Wow, cái gì màu đỏ đây các bạn ơi. Ui, không biết là có cái gì ở cho mình không nào. Ui, wow, ở trong này này. Ui, có một cái cá sấu này. Ui, nhìn này, ui, 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 ui,
Wow, nó kẹp vào tay mình rồi này. Ui, ui. Nó rớt ra đằng này kia rồi. Ui, ở trong này này có những cái con bọ cạp này. Wow, to chưa này. Ui, bọ cạp. Wow, trên này có cả con zombie nữa đây này các bạn ơi. Nhìn này, wow, có cả con rết này. Ui, ở trong này có con gì đẹp kia nè. Bây giờ để mình khám phá xem nào. Wow, các bạn ơi. Wow, một chú vịt màu này là màu hồng này. Ui, dễ thương quá. Ôi, mình thả chú vịt này ra đây cho nó chơi nhá. Wow, một chú vịt màu hồng luôn này. Wow, các bạn ơi, trong này là một con nữa này, con gì đây? Wow, một chú vịt màu xanh này. Wow, một chú vịt màu hồng với một chú vịt màu xanh đang đi đâu chơi nè. Ui, wow, hai chú vịt này đi đâu chơi này các bạn ơi. Nhìn này, wow, bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu các con vật khác nhá. Wow, ui, các bạn ơi, con gì đây? Con gì mà mắt nó xanh lè đây này? Ui, nhìn này, nó có hai con mắt này, giống con nhện chúa quá các bạn ơi. Nhìn này, ui, nhìn này. Ui, 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 hai cái càng của nó cử động này. Ui, nhìn này, ui, nó đổ ra rồi. Wow, con nhện chúa này, nó đang canh giữ cái gì đây này? Các bạn ơi, nhìn này, bây giờ mình bắt con nhện chúa này ra nhá. Ui, nhìn này, nó, ui, cái càng của nó này, nó đang bỏ đi đâu này? Ui, nhìn này, ui, con nhện chúa này, các bạn ơi, nhìn này. Ui, bây giờ mình phải thu phục con nhện này nhá. Rồi, wow, các bạn ơi, con nhện này nó đang hình như đây là cái tổ của con nhện này. Không biết là trong này có cái gì không nhỉ? Wow, bây giờ mình cùng mở ra nhá. 2, 3. Wow, con nhện này đang canh giữ cái con gì đây? Ui, các bạn ơi, ở trong này mình nhìn thấy này, hai con cá sấu con ở bên trong này này. Wow, ui, nó kẹp tay mình đấy. Con cá sấu này hung dữ lắm này. Ui, nhìn này, hai con luôn này. Wow, ui, bây giờ mình ui, thôi, ui, nó chạy ra kia rồi. Các bạn ơi, ui, nó chạy này. Ui, đây rồi, bắt được rồi. Cho vào đây, ui, các bạn ơi. Ui, con cá sấu này, thôi cho vào đây mới được. Wow, các bạn ơi, nó chạy này, nó chạy đi đâu này? Wow, từ từ, nó chạy trốn này các bạn ơi, con cá sấu này, nó chạy trốn này. Ui, stop. Ui, nó đang chạy đi đâu đây? Stop. Ui, đây rồi, bắt được rồi nhá. À, chạy đi đâu. Đây rồi. À, mình sẽ cho vào cái bể cá của mình này. Ấy, già. Còn một con nữa đây này. Các bạn ơi. Ui, đây này. Ui, đây rồi, bắt được rồi. Ui, cho luôn vào đây. Wow, cái bể cá của mình này nhiều quá con vật chưa này. Bây giờ mình cùng nhau bắt con cá này trong này nhá. Đây, con cá sấu kia nó đang cắn cái gì các bạn ơi? Wow, bây giờ mình sẽ bắt con cá này về nhá. Ui, ở đây nhiều cá cơ, cái xô của mình đâu rồi? Để mình bắt cá đây. Đây. Ui, nhiều cá lắm các bạn ơi. Wow, hay là bây giờ mình đi bắt con gì cho vào đây cho con cá nó ăn nhá. À, mình phải đi kiếm thức ăn về cho cá ăn thôi các bạn ơi. Đi thôi. La. Ui, cây được các bạn ơi. Đây nữa này. Wow, lại có một thùng cái gì đây này. Ui, ở trên này có con gì đây? Wow, một con ốc biển này. Ui dồi ôi, to chưa này. Nó đang bò lên đây này. Ui, nhìn này. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình phải bỏ cái này ra xem nào. Wow, nhìn này. Ui, cái thùng gì đây? Wow, ở trong này có hai con gì đây? Wow, có hai con ếch ở trong này này. Ui, bây giờ mình phải đi tìm. Đây rồi. Ha ha, đây là cái gắp của mình này, gắp ca mập của mình này. Bây giờ mình sẽ gắp hai con ếch này ra thôi. Wow, cái xô của mình đâu rồi? Đây rồi, xô của mình đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi gắp con ếch này ra nhá. Wow, một con ếch này. Ui, thôi. Ui, gắp được. Ui, con ếch này. Wow, gắp nó ra thôi. Một con rồi.
Ui, đây nữa này, đây nữa này. Wow, đây rồi, gắp được hai con ếch ra cái xô của mình rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt nào. Wow, đây có một con rùa nữa này. Các bạn ơi, đây nữa này. Wow, hai con, yeah. Ui, con này đang nhảy ra này. Ui, ui, mình sẽ vồ được. Ui, ui, các bạn ơi, đây này, mình nhìn thấy con gì đang lò đầu ra đây này, nó đang làm gì đây này. Wow, các bạn ơi, wow, ở đằng này này. Ui, có một quả bóng bay vừa phun ra này. Ui, ui, nó nổ mất rồi. Ui, quả bóng bay này nổ mất tiêu rồi. Ui, đây là một ngôi nhà này. Ui, có con gì đang chui ra đây này. Ui, wow, hello nhá. Ui, các bạn ơi, hình như đây là một bạn thỏ này. Bạn thỏ trắng này. Bạn này hình như là đang làm gì ở trong này đây. Ui, đây là một cái hang thỏ này. Wow, một hang thỏ và một ngôi nhà của thỏ này. Ui, để xem nào. À, thỏ ơi, thỏ ra đây chơi đi. À, hello bạn thỏ nhá, ra đây chơi đi. Ui, một bạn thỏ này. Ui, xui, nhìn này. Ui, 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 ui. Nhìn này, một bạn thỏ này. Ui, bạn ấy rúc ở trong ngôi nhà ấy. Ra đây chơi đi. Ra đây chơi đi, thỏ ơi, thỏ. Bạn thỏ này khờ nhát lắm, không chịu ra chơi đâu các bạn ơi. Ui, bạn lại thỏ này để chạy ra chơi rồi này. Nhìn này, một bạn thỏ trắng này. Ui, nhìn này. Wow, nó đang chạy đi chơi đấy các bạn ơi. Nó đã chạy đi chơi rồi. Wow, ngôi nhà của thỏ con này và một cái hang của thỏ nè. Uầy, các bạn ơi. Wow. Ui, ở đây có cái gì đây? Ui, một thùng gì nữa đây này. Wow, để mình khám phá xem nào. Thùng gì đây? Ui, các bạn ơi. Wow, con gì đây? Wow, một thùng con vịt luôn này. Ui, ai lại bỏ thùng con vịt ở đây đây các bạn ơi? Nhiều vịt quá này. Wow, hay là bây giờ mình bắt nhỉ? Wow, bắt những cái con vịt này ra nhá. Ui, cho nó vào cái bể cá này, cho nó đi mò cá nhá. Wow, nhiều quá này. Ui, bây giờ mình phải cho những con vịt này ra thôi. Wow, hai con luôn. Ra đây mò cá đi nhá. Đây rồi, ba con này. Ui, còn nhiều lắm các bạn ơi. Bốn con này. Wow, bốn con vịt luôn. Đây nữa này. Wow, năm con luôn. Ui, các bạn ơi, nhiều vịt con này đang bơi trong bể cá chưa này. Ui, xui, con ếch như đâu nhảy tới này. Ui, bây giờ mình sẽ lấy cái xô này. À, mình sẽ bắt thật nhiều cá nhá. Wow, bắt cá để mang về nhá. Ui, ở trong bể này này, nhiều con cá chưa này. Ui, bắt được một con cá này, con cá vàng này, cho vào đây. Đây nữa này. Wow, các bạn ơi. Ui, cá chép này. Wow, ui, nhiều cá chưa này. Cho hết vào xô này nhá. Wow, nhìn này. Ui, nhìn này. Ú, đằng kia. Ui, nhiều cá chưa. Wow, bắt hết cá mang về thôi, đây này. Wow, ở đằng này này, nhiều vịt con đang bơi này. Wow, cái cá sấu kìa các bạn ơi, nhìn này. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang cái xô này về nhá. Đi thôi. Mang cá về thôi. Ui, cái bể của mình có nhiều rắn cá đang bơi chưa này. Bây giờ mình sẽ bắt ra nhá. Con rùa này. Cá chép này. Đây nữa này. Wow, nhìn chưa? Nhiều chưa? Wow, đây nữa này. Ui, ui, nhiều cá quá các bạn ơi. Đấy. Wow, cá này. Rùa này. Ui, hôm nay mình bắt được nhiều cá cho con cua này chơi chưa này. Wow, các bạn ơi. Bạn cua xin chào các bạn nhá. Hẹn các bạn ở clip sau. Mình sẽ quay các video thật hay cho các bạn xem nhá. Bye bye.